Xin chào các bạn, Kia Rondo nên bị gầm 2 chế độ pha cốt 8 bi siêu sáng luôn. Tắt pha cho anh à. Rất sáng. Đối với xe Kia Rondo này thì bi gầm chúng tôi thực hiện thao tác là tháo bi gầm cũ ra. Chúng tôi lắp bi gầm GTR 2 bi và những độ mặt dưỡng. Rất sáng ạ. Xuống cốt cho anh. Đá pha. Ok.